Rồi, xin chào tất cả các em học sinh yêu quý. Hôm nay các bạn học viên công an nghiệp vụ, hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với cả bài số 3 về thể tích khối chóp, và hôm nay là cái bài phần 2 nhá. Hôm trước bạn nào chưa xem phần 1 thì các bạn xem lại cho thầy giúp thầy nhá. Hôm nay là cái bài phần 2 trong các dạng toán về tính thể tích khối chóp. Thì các bạn học viên của thầy các bạn đang online thì các bạn comment xuống dưới nhá để chúng ta cùng vào. Thầy share vào trong group này. Rồi, vào với các em. Đó. Rồi, chào, xin chào Cường nhá. Cường Phúc Huy chào em, Chí Hiếu. Xem để mai xem lại à? Ok. Bạn nào mà các bạn bận làm việc này, các bạn bận trực này thì các bạn xem lại buổi sau thầy nhá. Cái bài hôm nay thì nó là cái phần 2 đấy. Bài này rất là quan trọng. Cái bài những bài tính thể tích khối chóp này là những bài mà không thể bỏ được, đúng không? Phạm Đức Vũ chào các em. Đó. Đấy. Bạn nào vào rồi thì comment chào hỏi tí nha. Có, hôm nay thầy vẫn đang live ở trên fanpage, đang live công khai, bắt đầu từ tuần sau thì thầy sẽ live ở trong group lớp toán. Đây. Bạn nào mà muốn vào trong group lớp toán này thì có thể inbox cho thầy nhé. Đấy, còn những bạn mà học sinh lớp online của thầy thì các em hãy vào hết trong cái group này. Bắt đầu từ tuần sau thì thầy sẽ like ở trong cái group kín này nhé. Đấy, lớp toán like. Bạn nào muốn đỗ đại học thì các em hãy cùng thầy đồng hành. Thầy sẽ cùng đồng hành các em ở trong cái lớp online ở trong group. Còn hôm nay thì thầy vẫn like ở trên fanpage để cho tất cả các bạn học viên của thầy biết và vào ôn thi đã. À, bạn nào đang ở ngoài đường thì buổi sau xem lại nhá. Đấy. Nhớ là vào các bạn học sinh online thầy nhớ vào hết group lớp live nhá. Còn bạn nào mà muốn ôn thi với thầy có team ôn thi online thì inbox thầy sẽ hỗ trợ. Đó. Xem công khai luôn. Quên. Chờ một tí nha, các bạn khác chờ một chút rồi chúng ta sẽ học để thầy sẽ cho các bạn biết vào đây. Hát xem chung ở trong nhóm. Ok, xong chưa? Các bạn là comment hết xuống đây chưa? Rồi, Huỳnh Phúc Huy chào em, Phẩy Ken, Trí Hiếu, Phạm Đức Phúc chào các em nhá. Công an nghĩa vụ thì bạn nào công an nghĩa vụ muốn tham gia lớp ôn thi thì inbox vào Facebook của thầy hoặc inbox cho fanpage nhá. Đấy. Tất cả các bạn ở trong lớp của thầy đang có mấy chục các bạn cũng là công an nghĩa vụ ôn thi rồi. Năm nay thì gần như là tỷ lệ các bạn điểm thi rất cao, tất cả các bạn từ mất gốc đều đạt mức độ điểm gần 9, 8,8, 9,2, 9,4, 9 cộng rất nhiều. Đấy. Thứ nhất là đề năm nay cũng không phải là dễ đâu, đề năm nay là rất là sát với thực tế. Còn những bạn mà làm được điểm cao là do các em đã chăm chỉ ôn tập thôi. Đó. Nếu các bạn để ý thầy post những cái dòng tin nhắn cảm ơn này của các bạn, tất cả các bạn. Đấy. Nếu các em chăm chỉ ôn tập từ bây giờ thì hoàn toàn lúc đi thi các em có thể đạt mục tiêu mức 9 cộng từ mất gốc luôn nhá. Từ cái kiểu mà tầm 2 3 điểm hoặc là từ cái kiểu mà chả biết cái gì cả, các em đều có thể đạt được mức 9 cộng nhá. Đấy. Nếu ôn tập từ bây giờ và có thể các em nếu cần giúp đỡ thì sang lớp lớp ôn thi. Chào Len Trần, Nguyễn Thành Đô, công an nghĩa vụ thì inbox hết cho thầy. Thầy rất là có duyên để giúp các bạn công an nghĩa vụ vào ngành.
Wow. Vân Phạm chào em. Rồi, hôm trước thì đã học phần 1 rồi, bạn nào chưa xem phần 1 thì xem lại giúp thầy phần 1 nha. Chúng ta học và tính thể tích khối chóp thì chúng ta sẽ có 3 dạng chính, bây giờ thầy sẽ điểm lại một chút thôi. À, trong cái bài tập tính thể tích khối chóp của các em ấy thì các em sẽ có là cái công thức này là quan trọng nhất này, thể tích khối chóp bằng 1/3 của diện tích đáy, đúng không? Nhân với cả chiều cao. Thế chúng ta cần xác định hai yếu tố. Thứ nhất là các em xác định cho thầy diện tích đáy và thứ hai là các em xác định chiều cao. Thì cái khó nhất ở trong cái bài tập này đó là các em phải xác định được chiều cao thôi. Và trong đó thì có 3 dạng mà chắc chắn các em sẽ hay thi mà thầy hướng dẫn ở dưới đây. Hôm trước thì thầy đã hướng dẫn cho các em dạng số 1 là gì? À, là hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy. Thì với cái dạng số 1 này các em nhìn thầy điểm lại một chút thôi nhá. Sau đấy chúng ta sẽ học tiếp luôn. Hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy này này là các em sẽ có cái cạnh bên ấy, nó chính là chiều cao của hình chóp luôn nhá. Cạnh bên chính là chiều cao, đây ví dụ ở đây là SA chính là chiều cao của hình chóp. Đấy, thì chúng ta sẽ xác định được chiều cao rồi thì chúng ta tính được chiều cao thôi. Và từ đó thì các em sẽ tính được thể tích theo công thức 1/3 của SA nhân với cả diện tích của đáy là ABCD. Đó. Cái dạng thứ hai mà chúng ta cũng đã làm quen một vài bài rồi. Đó là thể tích của khối chóp đều. Khối chóp đều là gì? Đấy, các bạn nhìn thấy nhá, đây trên hình này hôm trước. Bạn nào chưa xem lại cái phần 1 bài 3 thể tích khối chóp, các bạn xem lại giúp thầy sau cái buổi này. Còn buổi này thì các em cứ học đi đã nhá. Đấy. Thể tích khối chóp đều là cái hình chóp ấy có đáy là một là hình vuông, hai là hình tam giác đều, hiểu chưa? Thì nó gọi là thể tích khối chóp đều. Và trong cái thể tích khối chóp đều ấy thì xác định chiều cao này, chiều cao đây thầy vẽ lại cho các bạn cái chiều cao nhá, bằng bút xanh nhìn nó rõ nhá. Chân của đường cao ấy nó sẽ trùng với cả trọng tâm của đáy nha. Trọng tâm của đáy thì trong cái hình này nó chính là giao của hai đường chéo này đấy, hiểu chưa? Đó, thì các em xác định được đường cao này thì các em sẽ tính được thể tích thôi nhá. Xác định được đường cao là tính được thể tích đấy. Chân đường cao ấy là trùng với trọng tâm của đáy. Cái đầu tiên là vẽ cái đáy trước này, sau đấy thì các em vẽ giao tuyến của đường chéo này, từ đây các em gióng thẳng lên các em sẽ ra đỉnh, đúng không? Đấy, thì đây chính là đường cao nhá. Đó, và cái dạng thứ ba, dạng này là dạng khó nhất đấy, nhưng mà dạng này cũng ít thi nhất, thường sẽ hay thi vào dạng số 1 và dạng số 2. Dạng số 3 này là dạng nâng cao hơn một chút, nhưng mà thỉnh thoảng đôi khi ví dụ vào đề năm 2018 chẳng hạn vẫn dính, đúng không? Đề các năm khác thì nó xuất hiện ít hơn, nhưng mà trong các bài kiểm tra của các bạn học sinh lớp 12 thì chắc chắn là sẽ có đấy, nên là các em học thật kỹ thầy nhá. Hình chóp có mặt bên vuông góc với đáy là như nào? Hình chóp qua mặt bên vuông góc với đáy, ví dụ thầy có cái mặt bên của khối chóp này, đây là khối chóp này nhá, thầy có cái mặt bên là mặt SAB đấy, và đề bài cho là mặt bên SAB vuông góc với đáy thì cái chiều cao của mặt bên ấy thầy ký hiệu là cái thằng SH rồi nhá, vẫn là SH thôi đấy. Cái đồng chí SH này, chiều cao của mặt bên sẽ chính là chiều cao của khối chóp, em nhớ thầy. Với dạng số 3 hình chóp có mặt bên vuông góc với đáy thì chiều cao của mặt bên ấy sẽ chính là chiều cao của chóp. Vì bài toán của chúng ta là chỉ cần đi xác định được đúng chiều cao này, xác định được đúng diện tích nhân với cả công thức 1/3 của chiều cao nhân diện tích là các em sẽ ra thể tích mà. Đấy. Nên là khó nhất là xác định chiều cao thôi nhá. Đấy là ba dạng chính của chúng ta, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào dạng số 2. Hôm trước thầy dạy dạng 1 rồi, dạy một ít dạng 2 rồi, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục dạng số 2 vào bài tập luôn nhá. Nói chung là đi thi là phải làm bài tập, đúng không? Để quen. Đó, hôm trước mình học đến câu số 8 này nhá. Bạn nào chưa xem buổi trước thì các bạn xem lại cho thầy một chút. Bây giờ chúng ta sẽ vào câu số 9. Cùng nhau luyện câu 9 luôn. Rồi, Hoàng Quý chào em. Nhiều bạn tên lạ quá. Các bạn công an nghĩa vụ thì inbox nhá, inbox của fanpage để có thể tham gia cái lớp ôn thi. Từ buổi sau thì thầy sẽ like ở trong cái nhóm. Đấy, nhóm của lớp online. Còn buổi này thì vẫn đang ở công khai thôi, chúng ta vẫn đang học công khai. Nào câu số 9 nào, cho khối chóp tam giác đều. Đấy. Nói chung là các bạn yên tâm một đều là thầy dạy thì thầy sẽ dạy cho các bạn mất ít thời gian nhất. Có nghĩa các em chỉ học ít thời gian mà có hiểu nhanh cũng như là đi thi làm bài điểm vẫn cao. Chứ còn học nhiều mà chúng ta đi thi làm điểm cao thì nó là đơn giản quá rồi. Học ít mà đi thi điểm vẫn cao. Đấy. Quan trọng là phải học trọng tâm, đúng không? Học những cái gì mà đề thi nó có, học những cái gì mà những cái bài kiểm tra nó có thôi, không cần mất nhiều thời gian đâu nhá. Ô lâu không học nhớ thầy thật à, thế vào học đi. Rồi Ruki Kuchi Phan Văn Lộc chào em nhá, các bạn cùng làm với thầy câu số 9 nhá.
Học hình ấy, các em phải biết một điều ấy, học hình cái quan trọng nhất là các em phải vẽ được hình. Vẽ được hình xong là các em sẽ làm được bài. Còn nếu các em không vẽ được hình thì các em sẽ không làm được bài đâu nhá. Nên đầu tiên là học cái cách vẽ hình đã. Hãy xem thầy cái cách vẽ hình như sau. Hình chóp tam giác đều. Hình chóp tam giác đều thì các em vẽ cho thầy cái đấy là tam giác trước. Đây. Đó. Đấy là tam giác, các em vẽ lệch đi một tí ấy. Đây vẽ lệch như này này. Thì lên hình nó sẽ đẹp. Đây hình chóp tam giác đều SABC nhá. Đây là D là bị thừa đấy các em ạ. Các em xóa đi cho thầy nhá. Đây chúng ta sẽ có là A này, B này, C. Và đây nó là dạng số 2 hình chóp tam giác đều ấy, thì có nghĩa là chân đường cao trùng với trọng tâm của đáy. Muốn biết được trọng tâm của đáy đâu thì các em lấy trục điểm của thầy, điểm M vào đây này. Đó. Các em kẻ AM. Đấy, kẻ AM như này. Các em lấy 2/3 của AM thì thầy sẽ gọi điểm này là điểm H hay điểm O cũng được, tùy các bạn. Thôi đây thầy gọi luôn điểm H đi. Từ H này là trọng tâm của tam giác đáy, các em dựng lên đường cao. Các em chấm kẻ đường cao xuống. Đó, đây. Ở đây các em chấm đỉnh S này. Đấy, những cái bài đầu tiên thầy dạy cực kỳ chậm, cái quan trọng nhất là thầy dạy các em cái cách vẽ hình thôi. Để hiểu được cái hình không gian nó sẽ như nào. Đây là đỉnh này, các em nối với các đỉnh còn lại nhá. Đó. Ở đây thì nó cũng hơi sát một tí nhưng thôi không sao cả. Đó. Điểm M này, các em nối vào đây cho thầy. Đó. Được chưa? Đó, là các em đã vẽ xong được cái hình khối chóp tam giác đều có chân đường cao trùng với trọng tâm của đáy, cạnh đáy bằng A này, đấy, bằng A này, đúng không? Mặt bên tạo với mặt phẳng đáy một góc 60 độ, thì bây giờ xác định góc giữa đường và góc giữa mặt và mặt, thì cái mặt bên thầy sẽ lấy cái mặt SBC luôn, mặt bên là mặt SBC, đấy, và cái mặt đáy của chúng ta là mặt ABC, đó. Đây, đề bài sẽ cho là xác định góc giữa hai mặt phẳng này. Thì cái trường hợp mà xác định góc giữa hai mặt phẳng này thì các em làm như nào? Thì bước đầu tiên ấy là các em phải xác định được giao tuyến của hai mặt phẳng. Thì trong trường hợp này giao tuyến của hai mặt phẳng ấy nó chính là BC nhá. Bước 1 là xác định giao tuyến là BC và góc chắc chắn là nằm ở giao tuyến. Đấy. Bước số 2 thầy sẽ nói nhanh thôi, bạn nào ghi kịp thì ghi vào, còn không thì học để hiểu nhá. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng này, xong này. Thứ hai là từ cái đỉnh của mặt phẳng trên cao là đỉnh S, các em hạ vuông góc xuống mặt phẳng còn lại giao tại điểm H, đúng không? Và từ H các em kẻ HM vuông góc với cả BC. Lại tại sao HM vuông góc với BC? Bởi vì đáy là tam giác đều, do vậy là đường trung tuyến đồng thời là đường cao luôn nhá. Do vậy AM vuông góc thì HM cũng sẽ vuông góc. Đấy. Và cắt nhau tại đâu thì đó chính là cái góc cần tìm. Thì đây góc nó nối lên với đỉnh thì chính là góc, nó chính là góc SMH. Những cái bài đầu tiên thầy sẽ nói lại cho các em cái kiến thức hình không gian của lớp 11 mà đa số các bạn mất gốc rồi nhá. Và góc này đề bài cho là 60 độ này. Xong, bây giờ việc của chúng ta là phải đi tính thể tích. Thể tích của SABC thì sẽ bằng cái gì? 1/3 của diện tích tam giác đáy là ABC nhân với chiều cao. Chiều cao ở đây của chúng ta xác định chính là SH rồi. Vậy công việc của chúng ta phải tính cái diện tích đáy này và chiều cao SH, đúng không? Diện tích đáy của các em thì tính rất đơn giản thôi. Diện tích của tam giác ABC chúng ta có cái công thức đó là bằng căn 3. Đây là tam giác đều này. Tam giác đều thì có công thức học từ buổi trước rồi. Căn 3 trên 4 nhân với cả một cạnh bình phương. Cạnh bình phương của các em này. Cạnh bình phương ở đây chúng ta có là một cạnh bằng A. Vậy cạnh bình phương nó sẽ là A bình. Đó. Vậy là các em xác định xong được diện tích của tam giác đều nhá. Đấy. Có nhiều bạn ra đáp án rồi đấy. Tiếp theo các em tính cho thầy cái thằng SH này. Muốn tính được SH thì các em phải tính được HM đúng không? Cho nó vào trong tam giác. Và góc này là góc 60 độ này. Muốn tính được SH phải tính được HM. Mà muốn tính được HM thì chúng ta phải tính được AM đúng không? Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ tính cho thầy AM nhé. AM là đường cao trong tam giác đều. Đường cao trong tam giác đều chúng ta có công thức tính nhanh từ bài trước. Là bằng căn 3 trên 2 nhân với cả cạnh. Một cạnh thì một cạnh nó chính bằng A rồi. Các bạn nào mà mới vào học mà không biết những công thức này, các em ghi nhanh lại cho thầy nhá. Đây là công thức tính diện tích tam giác đều này, công thức tính đường cao trong tam giác đều này, đúng không? AM là đường cao trong tam giác đều đấy. Sau khi tính được AM rồi thì chúng ta cần phải tính ra được HM đúng không? HM thì bằng 1/3 của AM đấy. Thì vào đây sẽ là căn 3 trên 2 rồi chia 3 là trên 6A đúng không? Thay luôn vào. Sau khi có HM rồi các em tính S H bằng cách là các em sẽ xét cái tam giác SHM là tam giác vuông tại H đúng không? Vuông tại H thì chúng ta sẽ có là cái SH này của các em này. Đấy, các bạn có thấy nhanh quá không?
từ từ nhá. FH đấy, là cạnh đối của góc 60 độ đúng không? Chia cho HM là cạnh kề của góc 60 độ thì nó sẽ bằng tỷ lệ là lệ thức dư lượng là tan, tan của 60 độ thì bằng căn 3. Đấy. Từ đây thì các em suy ra luôn là HM, SH của các em sẽ là bằng căn 3 nhân với cả HM đúng không? HM. Mà HM chúng ta vừa tính ra là căn 3 trên 6 rồi, vậy thì nó vào nó sẽ là bằng 3 trên 6. Căn 3 nhân căn 3 là 3, 3 trên 6 là bằng A trên 2. Đấy. Vậy là các em đã tính ra được SH và các em thay lên đây cho thầy để tính ra được thể tích nhá. Thể tích bằng 1/3 này của căn 3 trên 4 A nhân với cả, đây là A bình thế đúng không? Nhân với cả A trên 2 thì chúng ta sẽ ra là căn 3 nhân với cả A mũ 3 trên bao nhiêu nhỉ? 12 nhân 2 24 đúng không? Vậy nó chính là đáp án nào đây? Đáp án D. Đó. Các bạn mới vào nhá, các em thấy hơi nhanh một tí thì các em tí nữa các em xem lại một chút cho thầy nhá. Còn với những bạn mà các bạn đã làm tốt rồi thì các bạn đấy đều ra đáp án D này. Rất là tốt, rất là khá. Đó, chúng ta sẽ cùng sang câu số 10 nhá. Đó là câu số 9. Thầy sẽ giảng rất là chậm ở những cái bài đầu tiên này thôi để cho tất cả các bạn đều hiểu được, các bạn mất gốc đều hiểu được. Các bạn nào đã khá khá rồi thì các em hãy giải nhanh và comment đáp án xuống cho thầy thì xem nhá. Kết quả đúng hay sai nhá. Rồi, mấy bạn đúng hết này. Ba Kiếp Minh Đức đúng rồi. Tốt. Các bạn làm thầy câu số 10 nào. Câu 10 nhá. Lớp ôn thi nghĩa vụ mà, ôn thi nghĩa vụ và các bạn lớp ôn 12 mà, nên là rất là nhiều các bạn công an nghĩa vụ đúng không? Cũng như là nhiều các bạn. Cái bản chất của chúng ta là kỳ thi của chúng ta là một các em ạ. Có nhiều bạn đang hỏi thầy là năm tới là chúng ta sẽ thi theo hình thức nào. Thì các em lớp 12 thi trung học phổ thông bình thường thì các em vẫn thi bình thường để xét tốt nghiệp. Còn lại sẽ có thể sẽ có một cái kỳ thi riêng hoặc kỳ thi đại học riêng của các trường, các khối nhá. Bản chất kỳ thi đó là các em kiểm tra kiến thức của các bạn thôi. Các bạn có kiến thức thì các bạn sẽ học được nhá. Câu số 10 cho hình chóp tứ giác đều FABCD có cạnh đáy bằng 2A. Góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60 độ. Đấy, câu này nó lại tương tự như câu trên đúng không các em? Thì các bạn lại vẽ vào đây cho thầy. Nó là tứ giác cơ. Tứ giác thì đáy nó là hình vuông đúng không? Chóp đáy là hình vuông. Thì các em vẽ cho thầy là hình bình hành nhá nhá. Những cạnh không nhìn thấy thì các em vẽ nét đứt, những cạnh nhìn thấy thì các em vẽ nét liền đúng không? Đánh thứ tự hất từ trong ra ngoài A B C D. Đấy. Và hình chóp tứ giác đều, do vậy là trọng tâm sẽ là giao của hai đường chéo đúng không? Đấy là hình vuông mà. Đây. Trọng tâm sẽ là giao của hai đường chéo. Đó. Rồi. Từ đây, từ chân đường cao đây các em có thể ghi là O hoặc H đều được tùy. Từ đây các em gióng thẳng lên các em sẽ ra được là đường cao. H thì chấm định S lên đây đi. Đó. Đó, đỉnh S đây. Đây là SA. SB. Phải vẽ nó hơi vòng tí nhìn cho nó dễ. Các bạn hãy tập quen vẽ bằng tay nhá, xấu xấu một tí cũng được nhưng mà sau khi làm bài các em sẽ rất là nhanh để vẽ được hình. Vẽ bằng thước thì đôi khi nó hơi chậm hơn tí. Cạnh đáy bằng 2A này. Góc giữa mặt bên và mặt đáy, góc giữa mặt bên và mặt đáy thì bây giờ thầy sẽ lấy cái mặt bên, đề bài đang hỏi là góc giữa mặt bên và mặt đáy đúng không? Thầy sẽ lấy mặt bên là mặt SAB nhá, vẫn là mặt SAB. Và mặt đáy của chúng ta bây giờ sẽ là mặt vẫn là mặt là ABCD đúng không? Đấy. Thì nguyên tắc là xác định góc giữa mặt bên và mặt đáy này, đầu tiên là các em tìm cho thầy giao tuyến chung. Giao tuyến chung của hai mặt là AB. Đấy, vậy góc chắc chắn phải nằm ở thằng AB này này. Đấy. Thứ hai là cái từ cái đỉnh ở trên cao của mặt phẳng trên cao là cái đỉnh S này. Các em hạ vuông góc xuống mặt phẳng còn lại là vào đỉnh H. Và từ H các em kẻ vuông góc xuống giao tuyến. Từ H kẻ vuông góc xuống giao tuyến thì thầy sẽ vẽ nét liền đi nhá. Để cho các bạn nhìn cho nó dễ đi. Đây. Đấy. Từ H kẻ vuông góc xuống giao tuyến tại điểm này. Thì thầy gọi điểm này là điểm ví dụ là điểm O đi chẳng hạn. Điểm O đi nhá. Đây điểm O nhá. Vẽ ra ngoài. Rồi nối O với cả S. Nối O với cả S. Đây. Vẽ như này đi để cho các bạn nhìn. Đấy thì góc cần tìm này chính là góc SOH. Góc giữa mặt bên và mặt đáy. Đó, và góc này là 60 độ.
đấy là xác định góc giữa mặt và mặt. Đấy, cái bài này chúng ta xác định rất là nhiều góc giữa mặt và mặt nhá. Ok, vô muộn một tí không sao cả, học đi em. Rồi Trần Hồng học đi. Nào thì bây giờ chúng ta sẽ đề bài yêu cầu chúng ta là tính thể tích, đúng không? Thể tích của SABCD. Thể tích của chóp vẫn là 1 phần 3 của cái gì nhỉ? Diện tích đáy đúng không? Diện tích đáy là diện tích của ABCD. Đấy, hình vuông quá dễ rồi. Chiều cao của các em chính là thằng SH. Đó. Góc này bằng 60 độ này. Thì bây giờ chúng ta tính được những điều gì này nào? Có cạnh đáy là tính ra được cái diện tích này rồi nhá. Thôi thầy bỏ qua diện tích này luôn. Thứ hai là, thôi cứ ghi ra đây đi. S của A, B, C, D đỡ bị nhầm. 2A hình vuông mà. Bình phương bằng 4A bình. Xong. Về tính SH nào. Muốn tính được SH thì các em cần tính được điều gì? Muốn tính được SH này thì các em cần phải biết được cái đồng chí này đúng không? Đồng chí gì nhỉ? Đồng chí OH này. Đồng chí OH này của các em này thì H là trung điểm của AC. O này các em gióng thẳng sang cũng vuông góc thì O sẽ cũng là trung điểm của cái thằng AB này. Do vậy OH là đường trung bình trong tam giác ABC thì OH sẽ bằng 1 phần 2 của BC đúng không? Từ đây các em sẽ suy ra được ngay. Thầy sẽ ghi xuống đây nhá. OH bằng 1 phần 2 của BC. Mà BC bằng 2A, vậy OH của các em sẽ bằng A. Từ OH các em sẽ tính được ra SH đúng không? Theo cái tỷ lệ thể tích là tỷ lệ là SH chia cho OH. Đối này chia cho kề này thì bằng tang của góc 60, tang của góc 60 độ. Đấy. Tang 60 độ thì bằng căn 3 rồi. Tính mãi từ nãy giờ rồi đúng không? Thì bây giờ các em sẽ có là SH của các em sẽ bằng OH nhân với cả căn 3. Mà OH chúng ta vừa tính ra bằng A, vậy nó sẽ bằng căn 3A. Đấy. Đây, thầy sẽ đặt cho đây nhìn cho nó dễ. Thay luôn vào đây, 1 phần 3 của 4A bình này nhân với cả căn 3. A này rút gọn ra sẽ là 3 căn 3, 4 căn 3 chứ nhỉ? Đúng rồi, 4 căn 3 A mũ 3 chia cho 3. 4 căn 3 A mũ 3 chia 3 thì nó chính là đáp án A nhá. Đấy, câu 10 đáp án A, thấy chưa? Rồi. Có rất là nhiều các bạn chính xác rồi, có nhiều bạn chưa làm được đúng không? Chúng ta hãy tập quen dần nhá. Không khó đâu em ạ, nó cũng rất đơn giản thôi. Đó. Không khó tí nào, không khó tí nào. Đó là dạng số 2 là hình chóp đều đúng không? Tính được chiều cao nhân với cả diện tích đáy là ra thể tích. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thấy sang dạng số 3 nhá. Dạng này là dạng khó nhất đây này, dạng khó nhất nhá. Đấy. Hình chóp có mặt bên vuông góc với đáy. Hình chóp có mặt bên vuông góc với đáy, được chưa nhỉ? Đó. Đấy, các bạn nhìn cho này dạng số 3 nhá, bắt đầu từ câu số 11. Đây một chút. Rồi, cái dạng 3 này, dạng 3 cũng là dạng khó nhất. Đấy. Hình chóp có mặt bên vuông góc với đáy thì vừa rồi thầy đã nói rồi đúng không? Đây, chỉ lại. Hình chóp mặt bên vuông góc với đáy là cái mặt này này, nó vuông góc thì đường cao ấy của hình chóp sẽ chính là đường cao của cả khối chóp luôn. Đường cao của mặt bên ấy sẽ chính là đường cao cả khối chóp luôn. Nhá. Đấy, bạn nào chưa biết thì nhìn lại. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào các bài này. Có hai cái chú ý các em cần chú ý này. Một này, chóp có hai mặt bên cùng vuông góc với đường vuông góc đáy thì đường cao nó chính là giao tuyến của hai mặt bên vuông góc với đáy. Đó. Còn chóp mà có mặt bên vuông góc với đáy thì chiều cao của mặt bên sẽ vuông góc với đáy. Nhiều bạn đọc hai câu này sẽ hay bị lẫn với nhau thì bây giờ chúng ta sẽ vào làm ví dụ thì các em sẽ biết ngay. Yeah. Nào, câu số 11. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Đầu tiên là đọc đến đấy thì chúng ta vẽ luôn cho thầy. Đấy là hình chữ nhật đi. Đó. Hình chữ nhật thì khi các em vẽ trên hình không gian này các em cứ vẽ nó thành hình bình hành cho thầy. Đó. Cứ vẽ nó thành hình bình hành đi. A này, B, C, D. Đó. Chấm các đỉnh vào. Thứ hai là chúng ta có gì nhỉ? Hai mặt bên. Đây là ký hiệu và A này. Hai mặt bên SAB và SAD vuông góc với đáy. Đọc xong cái này các em xem lại thầy chú ý này. Chóp có hai mặt bên vuông góc với đáy thì đường cao là giao tuyến của hai mặt bên.
À, có nghĩa bây giờ chúng ta sẽ đi tìm giao tuyến của hai mặt bên, chính là thằng SA này. SA chính là giao tuyến của hai mặt này đúng không? Vậy SA nó chính là đường cao, nó chính là đường cao của cái hình chóp này. Mà là đường cao của hình chóp thì trong trường hợp này của chúng ta thì nó lại rơi về dạng số 1 rồi đúng không? À, thì đây thực ra đây chính là trường hợp đặc biệt của dạng 1 đúng không? Vẫn thuộc dạng 3 nhưng mà nó là trường hợp đặc biệt của dạng 1 đấy. SA vẫn là vuông góc với đáy. Đấy nhá. Thì những cái bài tập này sẽ là những cái bài mà về sau các em gặp lại những bài này các em cần phải cố gắng hoàn thiện ra này nhá. Nó rất là dễ thôi, không có gì cả. Cạnh SC hợp với đáy một góc 60 độ rồi, SC hợp với đáy một góc 60 độ thì thầy sẽ xác định nhanh cái này, bởi vì cái này thì trước xác định nhiều rồi. Là góc giữa đường này và mặt này, là góc giữa đường thẳng đó này và hình chiếu của nó trên mặt phẳng. Thì hình chiếu của SC trên mặt phẳng này thì C sẽ chính là điểm C rồi. S hình chiếu của nó là A, vậy hình chiếu của cái thằng SC là AC. Là AC thì góc này sẽ là góc SCA. Và đề bài cho góc này bằng 60 độ. Đấy. Và đề bài bắt chúng ta tính thể tích của khối chóp này, thể tích của khối chóp SABCD. Vẫn công thức bằng 1/3 của S đáy SABCD đúng không? Nhân với chiều cao thì chiều cao trong trường hợp này nó chính là SA rồi. Đấy. Bài toán này khá là nhẹ nhàng đúng không? Cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải tính gì nhỉ? Việc đầu tiên là các em tính cho thầy cái diện tích của ABCD đã đúng không? Nó là hình chữ nhật có hai cạnh thì nó bằng A nhân với cả 2A này bằng 2A bình. Đấy. AB nhân BC luôn. Xong. Muốn tính được đồng chí SA này. Muốn tính được SA thì các em phải tính được AC đúng không? Vậy AC ở đây chúng ta tính riêng AC ra đây nhá cho nhanh. AC sẽ bằng căn bậc 2 của trong tam giác, đây là tam giác vuông này. ABC vuông này, vì đáy là hình chữ nhật mà, đúng không? AC đường chéo. Thì chúng ta có AC bằng AB bình này cộng với cả BC bình đúng không? Căn bậc 2 của AB, AB bình là A bình cộng với cả BC bình là 4A bình. Đấy thì sẽ bằng căn 5 nhân với cả A. Đấy. Sau đó thì các em thay vào đây thôi. SA ở đây chúng ta có là SA chia cho AC. Đối chia cho kề thì sẽ bằng tang của góc 60 độ. Tang 60 độ thì là căn 3 rồi, thì từ đây các em suy ra được SA của các em sẽ bằng AC nhân căn 3. Đấy. AC nhân căn 3 đây, nó chính là căn 15, 5 căn 5 nhân căn 3 căn 15A. Đấy. Thay vào đây thôi nhỉ. 1/3 này nhân với cả 2A bình này nhân với cả căn 15A này thì bằng 2A mũ 3 căn 15 trên 3. Và cụ thể đó chính là đáp án A. Đó. Đấy. Các em thấy bài hình dễ không? Không khó một tí nào cả đúng không? Bạn nào cũng có thể làm được. Đó. Câu 12 nhá. Rồi. Ok. Câu 11 đã xong, câu 12 nào. Thường thì hình sẽ có rất là nhiều bạn khi mà nhìn vào hình các bạn rất là ngại, nhưng mà thầy nói thật với các em là điểm hình lấy các em lấy điểm hình còn dễ hơn điểm đại nhiều. Điểm hình nó chả có mấy cái công thức đâu, các em nhìn quanh đi quẩn lại chỉ Pythagore với cả hệ thức lượng đúng không? Pythagore và hệ thức lượng. Yên tâm nhá, với những bạn mới, các em mới khởi động mới bắt đầu thì các em sẽ thấy hơi nhanh một chút, không sao cả. Với những bài giảng online các em đều có thể xem lại được, nên là yên tâm, cứ xem lại 2-3 lần là các em sẽ làm được những câu này rất dễ thôi. Và nếu câu 1 chưa quen, chúng ta hãy cùng đến với câu số 2 nào. Câu 12 nào. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B. Đó. Nào, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Đây này, đây chính là mặt phẳng SAB sẽ là nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy này. Vậy thì đường cao của cái tam giác này sẽ chính là đường cao của khối chóp này của các em, đúng không? Nào, bây giờ vẽ hình như nào, các bạn cùng nhìn nhé. Bản chất chúng ta vẫn vẽ thế thôi. Đó, các em vẫn vẽ này. Nhưng mà cái cạnh này các em cho dài hơn một tí cho thầy. Cạnh này các em cho nó ngắn hơn một tí thế này. Đấy, ở đây. Đấy, vẽ như này, đến đây. Rồi vẽ cái thằng này dài ra. Đấy, như thế là thành hình thang. A này. B này. C này. D. Và SAB nằm trong mặt phẳng. Mặt phẳng SAB nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Và đây tam giác đều thì thầy sẽ lấy cái thằng này nó là H này. Trung điểm của AB là H. Từ H thầy sẽ dựng lên đường cao. Đó, thầy sẽ dựng lên đường cao SH rồi nó đâm thẳng vào A này. Không sao cả. Đấy, từ đây thì các em nối về các đỉnh nhá.
Đó thì đây là cách vẽ chuẩn nhất đấy. Nó cũng hơi xiên hơi méo tí thôi. Đó. Đấy. Thì đây là ý nghĩa của đề bài đấy, chính là cái thằng SH này của các em này nằm trong mặt phẳng, chính là chiều cao của mặt tam giác SAB này, nó cũng chính là chiều cao của khối chóp luôn nhá. Đề bài hỏi là tính thể tích khối chóp SACD. SACD à? Thế các em phải nối AC vào. Đó. Vẽ xong hình chưa? Tất cả vẽ xong hình chưa? Đó. Vẽ xong hình chưa nhỉ? Ok. Nào bây giờ các bạn cùng tính nhá. Để bài hỏi tính cái gì ấy, thì các em ghi cái đấy ra cho thầy nhá. Ví dụ tính thể tích của SACD. Xong chưa? Sau đó các em ghi đúng công thức tính thể tích ra, rồi chúng ta cần đại lượng nào chúng ta sẽ tìm đại lượng đó nhá. Nào, cần đại lượng nào tìm đại lượng đó nào. Ở đây thì chúng ta sẽ cần là 1 phần 3 này của diện tích ACD này, diện tích tam giác đáy này, đúng không? Nhân với chiều cao. Thì chiều cao của cái khối chóp mới này nó cũng chính là chiều cao của khối chóp ban đầu thôi, đúng không? Vì đỉnh nó không thay đổi mà, đúng không? Vậy là chính là chiều cao là chính là thằng SH thôi. Hiểu nhỉ? Đó, chính là thằng SH. Thế bây giờ các em sẽ đi tính cho thầy đồng chí SH và đi tính cho thầy cái diện tích của tam giác ACD. Đó. SH thì tính dễ hơn này. SH của các em này là nằm trong cái gì nhỉ? Đầu tiên ghi cái AB BC này bằng A đã này. Thằng này cũng sẽ bằng cạnh này bằng A này, AB bằng A này, AD này bằng 2A này. SH của các em ấy chính là đường cao trong tam giác đều SAB, đúng không? Vậy SH là đường cao trong tam giác đều, chúng ta có công thức là bằng căn 3 trên 2 nhân với cả cạnh. Một cạnh là AB, AB đề bài cho bằng A rồi, thầy ghi luôn bằng A nhá. Đấy. Bây giờ chúng ta tính diện tích của tam giác ACD. Muốn tính diện tích của tam giác ACD thì thầy lưu ý cho các bạn một điều này. Từ C này thầy gọi C là đỉnh D, thầy kẻ cái đường vuông góc. Đó, kẻ cái đường vuông góc nhá. Đấy, gọi thằng này nó vuông góc đi. Thì các bạn nhìn thấy này, chẳng qua cái đường vuông góc này thì nó chính là bằng với AB thôi, đúng không? Bởi vì AB cũng vuông góc mà. Đây C với cả cái điểm này cũng sẽ vuông góc, đúng không? Vậy thì đường độ dài của cái đường cao nó vẫn thế, đúng không? Chính bằng AB. Bây giờ chúng ta muốn tính diện tích của tam giác ACD thì các em sẽ lấy là 1 phần 2 của đường cao. Đường cao cụ thể là chính là bằng AB rồi, đúng không? AB ở đây thì bằng A, là bằng A. Nhân với cả cạnh đáy AD. Cạnh đáy AD thì bằng 2A, thì thầy ghi lại luôn đây là 2A nhá. Thì nó chính là bằng A bình, đúng không? Đó, bài toán có mỗi thế. Thì bây giờ các em thay vào đây cho thầy 1 phần 3 này của cái thằng này là A bình này, đúng không? Nhân với thằng này là căn 3 trên 2 này, nhân với cả A bằng căn 3 A mũ 3 trên 6. Căn 3 A mũ 3 trên 6 thì nó là đáp án D nhá. Đấy. Thì với mỗi bài hình các em nhìn này, làm đúng có khoảng 3 dòng là xong. Và cái quan trọng nhất là các em hiểu được cái lối tư duy làm thôi. Còn khi mà các em thầy đang diễn giải nên là thầy đang diễn giải rất là chi tiết cho các bạn. Khi các bạn đã quen rồi làm mấy cái bài này nó cũng chỉ trong khoảng phút hơn phút là xong nhỉ. Nhá. Rồi, Trần Hồng, tốt. Câu 13 nào. Xong 12 nhá. Đó, bạn nào mà xem chưa kỹ các em xem lại cho thầy 2 hoặc 3 lần sau cái buổi live hôm nay thì các em sẽ hiểu bài rất là kỹ thôi. Được chưa nhỉ? Câu 13 nào. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B. Đấy. Có BC bằng A, mặt bên SAC vuông góc với mặt đáy. Các mặt còn lại đều tạo với đáy một góc bằng 45 độ. Thể tích khối chóp SABC. Đó. Nào, vẽ bài này. Ở cái bài này ấy, thì chúng ta sẽ cùng vẽ nha, cùng vẽ cho thầy nào. Vẽ đáy trước đi, đáy là tam giác vuông cân đúng không? Ừ. Trong cái trường hợp này ấy, thì thầy sẽ lấy đổi đỉnh một chút này, A này, C này, B. Bởi vì đề bài cho là mặt bên SAC vuông góc với cả mặt phẳng đáy, do vậy thầy sẽ lấy cái cạnh AC ra bên này để chúng ta nhìn cho nó dễ nhá. Chúng ta nhìn cho nó dễ một chút.
không đổi B sang đây, đổi C sang đây thì nhìn nó sẽ hơi khó cái góc nhìn của các em. Đấy, tam giác vuông cân đấy, có mỗi trường hợp này là đổi đỉnh thôi, đổi đỉnh sang đây thôi, còn các trường hợp khác các em cứ vẽ đúng theo thứ tự đi. Đấy, vuông cân tại B, vuông cân tại B thì ở đây các em ký hiệu cho thầy là góc vuông đây, cân đây. Đó. Mặt bên SAC vuông góc với mặt phẳng đáy. Với đáy này. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đây, từ đây chúng ta dựng cái đường cao đi, gọi là H này. Dựng lên. Chưa biết là nó có đây, dựng cái thằng SH này này. Đó. Đó. Rồi. Mặt bên SAC vuông góc với đáy thì cái thằng SH này này, đường cao của cái tam giác SAC này cũng chính là đường cao của khối chóp của các em luôn nhá. Tính chưa ra à? Chưa ra thì tính tiếp. Có gì đâu. BC là bằng A này. Để bài cho AB vuông cân tại B, do vậy AB của các em cũng là bằng A, đúng không? Mặt bên SAC vuông góc với đáy, các mặt bên còn lại đều tạo với mặt đáy một góc bằng 45 độ. À. Các mặt bên còn lại đều tạo tính thể tích khối chóp SABC. Nào, đề bài hỏi cái gì chúng ta tính cái đấy. Nguyên tắc đề bài hỏi S này, ABC thì bây giờ nó sẽ bằng là 1/3 của cái gì các em nhỉ? Chiều cao hay là S đáy đi. S đáy, đúng không? Nhân với chiều cao H thì thầy đổi ra là 1/3 S đáy lại. S của tam giác ABC. Đúng không? Nhân với chiều cao ở đây chúng ta chính là SH. Đấy. Thế bây giờ các bạn cùng tính cho thầy nào. Cái việc đầu tiên là tính tam giác, diện tích của tam giác ABC thì dễ rồi, đúng không? Đây là tam giác vuông cân. Vuông cân thì diện tích của tam giác ABC của các em này sẽ là bằng 1/2 hai cạnh nhân vào với nhau, vuông cân tại B, A nhân A, A bình trên 2, xong. Bây giờ đến tính SH. Muốn tính được SH thì chúng ta phải tính được cái gì nhỉ? Vuông góc mặt bên SAC vuông góc với đáy, các mặt bên còn lại đều tạo với đáy một góc bằng 45 độ. Nào, bạn nào làm được câu này nào? Ok, mới có một bạn làm được câu này thôi. Các mặt bên còn lại đều tạo với đáy một góc bằng 45 độ. Đó. Thì bây giờ các em làm như sau này. Đó. Ở đây chúng ta cần phải tính được SH, đúng không? Muốn tính được SH thì chúng ta cần có điều gì trong đây? Thì bây giờ chúng ta phải xác định được góc 45 độ này là góc nào. Ví dụ thầy lấy cái mặt bên là mặt SBC đi. SBC, đúng không? Mặt SBC này, thầy sẽ xác định góc giữa mặt SBC và mặt ABC nhá. Đấy. Để ra được cái góc 45 độ này, việc đầu tiên là tại giao tuyến là BC. Rồi, việc thứ hai là đỉnh của điểm trên cao là đỉnh S. Kem hạ vuông góc xuống H, từ H kem kẻ vuông góc sang BC. Kẻ vuông góc sang BC thì nó sẽ song song luôn với AB này. Đó. Và nó sẽ song song luôn với AB, đúng không nhỉ? Đúng rồi, vì nó vuông góc mà. Rồi thầy sẽ vẽ nét liền luôn nhá. Đó. Đấy. Thì nó sẽ cắt nhau tại điểm này. Điểm này thầy gọi là điểm O đi chẳng hạn. Và thầy sẽ nối lên với cả đỉnh này. Thầy có SO. Đó. Và cái góc này này, SOH này, chính là góc 45 độ. Đấy. SOH chính bằng 45 độ. Và cái thằng HO này của các em này, bởi vì HO là vuông góc với BC, mà AB lại cũng vuông góc BC, vậy đây là góc vuông. Vậy hai người này song song với nhau, đúng không? Hai đồng chí này song song với nhau. Thế thì chúng ta sẽ tính được cái gì ở đây nhỉ? H mặt bên SA vuông góc với đáy, các mặt bên còn lại đều tạo với đáy một góc 45 độ. Ok. Góc này là 45 độ này. A 45 độ. Kẻ sang đây là 45 độ, đúng không? Vậy bằng nhau. Rồi thì ở đây có một cái yếu tố mà
chúng ta có thể nhìn nhìn ra được. Câu này cũng hơi khoai tí. Đó. SH này sẽ bằng với cả HO. Đấy. Góc 45 độ mà, đây là vuông đúng không? Vậy thằng này sẽ là vuông cân. SH của các em sẽ bằng với cả HO. Mà HO của các em bằng cái gì? HO của các em nó sẽ chính là bằng 1/2 của AB. Đó. 1/2 của AB luôn này. Đấy. Đó. Vì bởi vì nó sẽ song song, song song thì chúng ta sẽ chứng minh nó bằng 1/2. Là chúng ta sẽ kẻ thêm, nhưng thực ra tôi cũng chả cần kẻ thêm nữa. Nhìn thế này này, các em có thể dễ dàng đoán được ngay là nó sẽ bằng 1/2 của AB. Đó. Còn nếu các em kẻ thêm điều này, các em sẽ chứng minh được là à, cái thằng cạnh bên này với cạnh bên này bằng nhau này. Đó. Cũng sẽ chứng minh được thôi, nhưng mà thôi, có cần. Ở đây chúng ta nhìn, chúng ta sẽ có thể dự đoán được ngay là nó bằng 1/2 của AB. 1/2 của AB, mà AB của các em là bằng gì nhỉ? AB là bằng A đúng không? Vậy nó bằng A/2. Đấy. Nó bằng A trên 2 thì bây giờ chúng ta sẽ thay luôn vào đây cho thầy luôn này. 1/3 này. 1/3 của A bình trên 2 này nhân với cả của A trên 2 nữa. Đúng không? Thì nó sẽ bằng A mũ 3 trên 12. Và nó là đáp án B. Đó. Đấy. Cái bài này thì phải hơi suy luận một chút em nhá. Nó phải là đáp án B. Đúng rồi, chính xác đáp án B đấy. Không phải C đâu. Các bạn đừng nhầm nhá, đừng nhầm nhá. Đó. Ừ. Các bạn đừng nhầm nhá, đừng nhầm nhá. Đó. Đó là câu số 13 được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp đến câu số 14 nào. Thầy đang like đừng gọi nhá, có một số bạn là vừa ấn nút họ trực tiếp này, nó sẽ bị đơ màn hình. Có gì cứ inbox, tí sau khi like xong thì thầy sẽ trả lời nhá. Còn có gì cần hỏi trực tiếp này thì các em hãy comment xuống dưới cái bài học đó. Nào câu 14 nào các bạn cùng thầy làm câu 14 nhá. Đôi khi cũng phải gặp bài khó một tí đúng không? Bài phải suy luận một tí đúng không? Bài nào cũng dễ quá thì nó đơn giản. 49-10 thì nó phải đôi khi cũng phải suy nghĩ. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh A, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong một phẳng vuông góc với đáy, tính thể tích khối chóp. À, câu này lại là câu rất cơ bản rồi. Các bạn vẽ cho thầy ra nào. Đấy, khiếp vừa rồi vẽ là nó nằm lên cả cái hình luôn này. Đấy, thầy sẽ lấy đúng cái điểm này luôn. Đó. Hình chóp đáy là hình vuông. Vậy các bạn vẽ cho thầy đây là hình bình hành nhá, rồi các em nối lên nhá. Hơi méo được, chả sao này. Vẽ bằng tay ấy, đừng vẽ bằng thước. Lúc đầu chưa quen thôi, sau quen rồi vẽ bằng tay thì các em sẽ vẽ nhanh hơn nhiều so với bằng thước. Hình vuông cạnh bằng A, mặt bên SA là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, đúng không? Thế đây nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy thì các em tam giác đều thì các em sẽ lấy trung điểm của nó là điểm H, vì đây các em gióng lên để các em lấy đỉnh S. Đây này, đó các em gióng lên các em lấy đỉnh S nhá. Đó rồi các em nối cho thầy lại với các điểm còn lại. Điều nào nằm ngoài thì sẽ là nét nhìn thấy. Ủa, chỗ này hơi lệch rồi, thôi không sao. Đó. Hơi lệch tí nha. Sửa lại. Rồi. Cạnh A. Mặt bên là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Câu này chắc bạn nào cũng tính được đúng không? Các em comment đáp án cho thầy xem nào. Comment đáp án xuống dưới nhé. Rồi là các bạn ra rồi đấy. Thể tích SABCD này đó, thì bằng 1/3 của S đáy là SABCD đúng không? Hình vuông này nhân với chiều cao chúng ta chính là chiều cao là SH. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm từng đại lượng một. Diện tích đáy là hình vuông dễ quá rồi. Diện tích đáy ABCD. Hình vuông cạnh bằng A. Do vậy nó sẽ là A bình S A bình. Tiếp theo các em tìm cho thầy SH. SH ở đây của các em là đường cao trong tam giác đều, mà tam giác đều này lại có cạnh bằng A, đúng không? Thằng AB chính bằng A này. Vậy đường cao tam giác đều là chính bằng căn 3 trên 2 nhân một cạnh. Cạnh bằng A rồi, nó chính bằng A. Đấy, vậy các em thay luôn vào đây. 1/3 nhân với cả A bình nhân với cả căn 3 trên 2.
A. Rút gọn đi một tí, chúng ta sẽ có là căn 3 trên 6 nhân A mũ 3. Đáp án A, đúng không? Căn 3 trên 6 nhân A mũ 3. Câu này quá đơn giản rồi, đúng không? Trần Hồng đúng, tốt. 15 nhá. Cái bản chất của những cái phần tính hình chóp này là các em xác định đúng dạng. Đúng dạng các em xác định được đường cao. Đường cao, tính được đường cao là các em xong bài toán, đúng không? Áp dụng công thức tính thể tích. Nào, 15. Rồi, bạn nào mà các bạn khối học viên tự tự do, học viên công an nghĩa vụ thì các em có thể cứ đi làm việc nhá, cứ đi làm nhiệm vụ rồi tí chúng ta sẽ xem lại sau, được chưa? Nhớ phải xem lại nhá, học thật kỹ vào nhá. Nào, câu 15. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh A, mặt bên SAB nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy SAB bằng 30 độ à. Tính thể tích khối chóp. Bây giờ các bạn lại vẽ tiếp cho thầy nha. Đấy lại là hình vuông đúng không? Các em lại vẽ hình bình hành cho thầy ra. Đấy. Vẽ cái đấy là hình bình hành ra. Rồi. A này, B này, đúng không? C này, D. Đó, ký hiệu vào. Mặt bên SA nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy thì nó lại thế rồi đúng không? Mặt bên SA là mặt phẳng vuông góc với đáy thì từ đây các em chấm một cái đỉnh H này và đường cao từ đây các em gióng thẳng lên để lấy đỉnh S. Đây ví dụ thầy lấy đỉnh S ở đây. Đó. Từ đó các em lại nối vào các đỉnh còn lại để chúng ta nhìn ra được cái hình. Đó. Rồi, xong cái hình. Bây giờ đề bài cho là SAB bằng 30 độ. SAB à, cái góc này này bằng 30 độ này. Đó. SA thì bằng 2A. Tính thể tích của khối chóp hình vuông cạnh A. À rồi. Bài này có dễ không nhỉ? Lại đơn giản đúng không? Đó. Đâu rồi nhỉ? Đó. Ngoài những buổi mà live trong lớp online trong thời gian tới thì thầy cũng sẽ có bố trí các buổi để live ở ngoài fanpage cho các bạn nào mà không không tham gia lớp online nhé, cứ yên tâm. Còn bạn nào muốn tham gia lớp online với thầy thì cứ inbox. Đó. Các bạn khối công an nghĩa vụ thì chắc chắn là lên tham gia cái lớp này. Với các bạn học sinh lớp 12 mà các em đã học chắc chắn một tí rồi thì không tham gia chả sao cả nhé. Có gì hỏi cứ inbox thầy hỗ trợ. Nào, câu 15 nào. Đó. Bắt đầu tính cái gì nhỉ? Hỏi cái gì? Ghi cái đấy ra. Hỏi tính thể tích của thằng to này. Lại viết ra thể tích của S, A, B, C, D của các em bằng 1 phần 3 của diện tích đáy. Diện tích của A, B, C, D đúng không? Nhân với chiều cao, chúng ta vừa xét chiều cao chính là SH rồi. Đó. Thì từ đây các em bắt đầu tính các đại lượng ra thầy thôi, S A B C D. Diện tích của hình vuông cạnh A là bằng A bình. Bây giờ tính SH thế nào đây, đúng không? Muốn tính SH thì đề bài cho thằng SA này, thằng SA này có vị trí như nào với SH các em nhỉ? SH này và cho cái góc này bằng 30 độ này. Đó. Thì chúng ta sẽ có là SH chia cho SH. SH xét cái tam giác S HA nhá, tam giác này là tam giác vuông tại H đúng không? Thì các em sẽ có là cái thằng SH này này chia cho SA. Các bạn nhìn thấy này, SH là cạnh đối đúng không? SA là cạnh huyền đúng không? Hay cạnh kề. Cạnh huyền thì đúng hơn đúng không? SA là cạnh huyền. Đối đúng rồi. SH là cạnh đối, SA là cạnh huyền. Thế thì SH trên SA thì sẽ là gì nhỉ? SH trên SA. Đối trên huyền là sin của góc 30 độ. Sin của góc để bài cho là 30 độ đúng không? Sin 30 độ bao nhiêu nhỉ? 1 phần 2 đúng không? Ở đây thầy để cái máy tính đâu ấy, nhiều sin 30 độ 1 phần 2. Đấy. Bạn nào không nhớ thì các bạn bấm sin ra nhá. Sin 30 là 1 phần 2, cos 60 là 1 phần 2 mà. Đúng không? Dẫn đến đây là các em sẽ ra được SH
có SA bằng 2A rồi nhân lên 1 phần 2 của SA này thì nhân với cả 2A thì chính bằng A. Vậy ở đây các em lắp vào đây thôi. 1 phần 3 này nhân với cả A bình này nhân với cả A này thì bằng A mũ 3 trên 3. A mũ 3 trên 3 là đáp án B nhá. 15B. Rồi, chính xác. Tốt. Rồi, các bạn làm rất tốt. Đó. Rồi, thì đó là cái buổi học ngày hôm nay. Đó, chúng ta học cái phần 2 của tính thể tích khối chóp. Thì như thầy đã nói, thầy tổng kết lại một chút này. Chúng ta có 3 dạng. Thì các bạn nhớ cho thầy, đây là 3 dạng mà các bạn sẽ đi thi. Đó, vậy là với dạng số 1 này rất đơn giản, đúng không? Hay thi dạng số 2 rất đơn giản, cũng hay thi dạng số 3 là khó hơn một chút. Nhưng mà cái bản chất là gì? Là các em phải xác định được chiều cao. Khó nhất là xác định chiều cao thôi. Chiều cao này. Đấy, trong các dạng bài. Đây này, ví dụ ở đây chiều cao này. Cạnh bên này. Ở đây chiều cao sẽ là chân trùng với cả trọng tâm của đáy này. Đây chiều cao là chiều cao của mặt bên này. Đó. Các em xác định được ba cái yếu tố này thì bài nào các em cũng sẽ làm được tính thể tích của chóp nhá. Bạn nào mà mới vào các em xem mà hơi nhanh thì các em có thể xem về để các em xem lại nhá. Còn không thì các em chỉ xem lại 2-3 lần thì các em sẽ làm được thôi. Đấy. Buổi học ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở trong các buổi học tiếp theo. Và những bạn nào mà có nhu cầu về học tập hoặc cần sự hỗ trợ của thầy thì các bạn có thể inbox cho fanpage trực tiếp cho fanpage của thầy hoặc là inbox cho Facebook cá nhân của thầy đều được nhá. Thầy sẽ hỗ trợ các em. Đấy. Đây Facebook cá nhân thầy Tuấn, thầy Toán Quốc Dân được chưa nhỉ? Đấy, thì thầy sẽ hỗ trợ tất cả các em. Hẹn gặp lại các em trong các buổi học tiếp theo. Bye bye.